VIP, dẫn đầu xu thế thẻ. Tình yêu của ta đến thế sao? Cuộc sống của anh buồn tê đến thế sao? Thanh xuân ước hẹn chi anh, một ngày trời trong xanh anh đánh rơi. Sao nỡ đành? Anh nói em là người con gái khôn ngoan, từ thì anh chỉ muốn yêu người nào đó không ngoan. Giờ bốn góc tường em nghĩ mình thật ngu ngốc không rời đi. Em đâu biết anh thì kiểu người như thế, thấy tình yêu giống như thấy quần áo mới. Em đâu hề biết anh thích nhìn em rơi lệ, trông em thật tệ em đâu biết. Em đâu biết anh chính là người như thế, xem tình yêu giống như là trò chơi. Một người càng tự tế, một người càng tinh tế. Xin
IB, dẫn đầu xu thế thẻ. Chúng ta tạm chia tay với Cú Tây Bắc và nhân vật tiếp theo sẽ là một mascot vô cùng xinh đẹp, sở hữu chiếc giọng cao vút, xin được chào đón nàng Tiên Hoa. Wow. 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 Đẹp quá nhở. Trời đất ơi, hôm nay nâng cấp lên đẹp quá anh ơi. Ok, cô có tóc rồi. Bữa nay bà có cái công chúa tóc mây nữa kìa. Wow. Bắp. Dạ. Hỗ trợ cho mọi người thấy tóc của Tiên dài cỡ nào đi Bắp ơi. Dạ đây để em. Tóc của Tiên dài cỡ này nè anh. Trời ơi. Đẹp quá đẹp. Bộ tóc của Tiên là đã giúp cho Tiên hôm nay nặng thêm 5kg. Nhìn nhớ mì Hàn Quốc quá. Anh ơi, có búm búm đậu nữa nghe. À vậy hả? Quá trời nè. Trời ơi, bên này cũng tóc Tiên, tóc dài, sợ bên này tóc Tiên ngắn ngủn. Tóc của Tiên dài cỡ này nè anh. Bỏ qua em đi. Nàng Tiên Hoa ngày hôm nay của chúng ta đã có sự cải tiến nhẹ nhẹ. Cũng như là hoa hôm nay đã bắt đầu trổ hoa ra rồi. Em tưởng là trổ hoa là cái đầu nó bung như này. Vô thêm vòng nữa là bông nở. Đúng, đúng. Nhưng mà lần sau á Tiên, làm ơn che bớt cái đoạn gân dưới này đi. Nhiều khi nó làm một cái gì đấy để phụ trợ cho cái phần hát thì sao? Che bớt cái nọng của ca sĩ em ơi. Bà Tiên mà cười gì bà Tiên? Nghe chữ nọng Tiên hình như bị đụng chạm nhè. Bà có nọng không mà bà cười? Bây giờ mình sẽ đến với lại cái lỗi lầm đầu tiên mà manh mối nàng Tiên Hoa cung cấp, xin mời. Mọi người, sau dòng thi vừa rồi thì bé rất 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 vui, nhưng cũng áp lực vì bé sợ lỗi lầm của bé sẽ có ngày bị phanh phui. Năm 12 tuổi, bé đi diễn nhưng lại quên mang đôi cánh sát đồ diễn rồi. Bé rối quá nên đã mượn tạm đôi cánh của bạn diễn. Bạn ấy không có mặt ở đó, thật sự là xấu hổ à. Không sao đâu, tôi không giận bé đâu. Tôi tặng bé đôi cánh đó và mong bé sẽ bay thật cao, thật xa. Bé xin lỗi bạn nhiều lắm, mắc cỡ quá ai ơi. Bé chắc chắn sẽ dùng đôi cánh này tạo nên những điều tuyệt vời và ý nghĩa trong cuộc sống. Manh mối thứ nhất của nàng Tiên Hoa cung cấp là bộ cánh của một người bạn cho mượn. Có khi nào chính là cánh của ông? Vậy là Tiên và ông cùng lò đào tạo đi ra. Có đâu, thể. Một đứa hút mặt một đứa mà. Đúng, đúng. Bây giờ sẽ là manh mối quan trọng để coi là những câu hỏi dành cho Tiên như thế nào. Đó chính là bài hát Tiên lựa chọn trong phần thi quan trọng ngày hôm nay. Không biết là bây giờ Tiên đã chia sẻ với biên tập của chúng tôi là hiện tại khác xa vòng 1, vòng 2 Tiên đã điềm đạm hơn nhiều rồi đúng không? Dạ chưa. Vẫn còn tăng động. Dòng trước anh chị, em là bé nói cao quá. Bé vòng này bé nói thấp xuống. Bé suy nghĩ à, không thể mãi làm em bé được, phải trưởng thành thôi. Thế nên hôm nay là phải khôn lên. Đúng rồi, phải khôn lên. Phải khôn lên. Vậy thì với tông giọng trưởng thành và khôn lên như thế này thì bài hát mà Tim mang đến sẽ là ca khúc gì đây? Dạ bây giờ sẽ là bài hát được mang tên Khôn Ngoan. Hả? Khôn ngoan hả? Thật á? Bài hát khôn ngoan. Thật hả? À, là bài này bài mới đúng không? Bé không biết nói dối bao giờ đâu. À, bài mới. Như vậy là một ca khúc mới thưa quý vị. Wow.
Một sáng tác của nhạc sĩ Trung Ngon, bài hát được mang tên Khôn Ngoan. Giữa anh và cô ấy, em sẽ không cần bước hai người.
đạo múa Lan Nhi và vũ đoàn Bước Nhảy. Sao hôm nay nàng Thiên Hoa bung nóc quá trời, mà hồi nãy có cái vụ quẩy tóc rồi. Quá quẩy luôn. Ê, không chừng cái điệu nhảy đó trendy đó nha. Thiệt. Thiệt là sự là ghen tị với các mascot của chương trình mình năm nay. Vì sao, vì sao? Tại vì có quá nhiều bài mới hay quá. Bài này khả năng cao là được khán giả đón nhận đó nha. Mà cái lời nó có duyên. Dạ đúng. Xin rồi. Đừng nói em là cô gái khôn ngoan, bởi vì anh chị thích yêu con gái không ngoan. Hát vài câu là thấy là quen lắm đây này. Dạ không có. Không có quen nhau luôn. Em không quen ai ạ? Quen em nè. Bạn ấy không thấy cái giọng bắc vừa rồi là của ai em biết không? Dạ, văn cố dân. À, chị dân mấy hương. Trời ơi. Tự nhiên nó nhảo ngang vậy đó. Gọi bằng chị là thấy buồn rồi nè. Cảm giác như là nàng Thiên Hoa hình như trước giờ không trình diễn cái thể loại nhạc này nhiều, cho nên hôm nay bung xõa lắm luôn á. Em cũng nghĩ thế đó. Có không Tiến? Bình thường thì em cũng hát nhạc sung nhiều, nhưng mà các anh chị không có nhìn thấy thôi ạ. Nhưng mà có nhiều loại sung lắm, ví dụ như là sung dừa dừa, sung riu riu, hay là sung chấn động. Ờ, sung túc luôn hả? Sung túc. Sung túc luôn hả? Ờ, nhạc sung túc nghe ok đấy. Thế là có duyên. Có khi là bọn mình cũng phải tìm những cái ca khúc theo thể loại sung túc hát đi cho nó phong thủy. Cái bài này Tiên Hoa thích nó ở chỗ nào mà chọn nó để hát ở vòng này? Bởi vì Tiên Hoa thỉnh thoảng bị ngáo ngơ á, thế nên là Tiên Hoa mới hát bài không ngoan để mình ngày càng trưởng thành hơn, để sống sâu sắc hơn. Dạ, hết ạ. Giọng miền Nam của Tiên Hoa là nó là một giọng nam cực kỳ miễn cưỡng. Giọng nam rất là thỉnh thoảng. Vậy thôi em xin nói chuyện với anh chị về giọng Bắc vậy ạ. Ờ, vậy đấy. Mình thật lòng với nhau tí đi. Chắc chắn là mấy người này đã được train qua một cái lớp để mà nói được một chút giọng nam. Đấy. Ra đây là thấy ai cũng nói giọng nam hết là mình bị lừa phải không? Hả? Tiên Hoa có thể là một người mà có kỹ thuật thanh nhạc rất là đỉnh cao, nhưng kỹ thuật nói tiếng nam lại là kém nhất trong các mascot. Tiên Hoa là người sống ở trên trời á, cho nên là cái đoạn này là Tiên Hoa đang bị bay bay. Nó nói không có chuẩn. Đấy, nói không có chuẩn. Ta giấu đầu lòi đuôi, giấu đuôi lòi đâu. À, Tiên Hoa, khi mà người ta đang nói về giọng nói của mình đó, mình hạn chế mình nói những câu dài lại. Lời khuyên thông minh. Thí dụ ta nói giọng nam từ đây, mấy anh chị ơi. Ừ, nó chậm lại. Em xin giúp kinh nghiệm. Lộ rồi bà. Không còn ý nghĩa gì nữa. Bây giờ có thể cứu được nè, manh mối. Để cho họ quên đi. Manh mối lỗi lầm kế tiếp của Tiên Hoa là từ khóa nào đây? Xin mời từ khóa ạ. Phản bội chính mình. Trời, sao từ khóa gì deep vậy? Xin mời, phản bội chính mình, anh Chính Thành trước. Em ơi, tại sao em lại phản bội chính mình? Em không yêu bản thân mình. À, thế thì hôm nay mày hát bài khôn ngoan đó hả? Ừ, được. Ok, nè. Có phải là em đã từng mù quáng đánh mất chính mình trong một cuộc tình không? À, cuộc tình nào em nghĩ là ai cũng có đoạn yêu mù quá. Nhưng bây giờ em tỉnh táo lắm. Em không hỏi nữa tại em biết là ai cả. Thì tội là hát thì hay nhưng nói giọng nam kém. Loại. Hết thời gian. Đến cái đoạn hỏi không hỏi, đòi loại thẳng. Xin ơi, xin ơi. Tôi lo lắng cho Tiên Hoa. Em chị nói hỏi chị nó mất bên trong luôn rồi. Chị theo chị đùa, chị xin ơi. Nhưng mà tại sao lại chọn cái hashtag là phản bội chính mình ạ? Dạ, vậy trước đây Hoa là một người không có yêu bản thân mình. Mình nghĩ cho người khác nhiều hơn. Như là mất ngủ nè, và hay thức khuya. Cho nên là nó ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của mình và giọng hát của mình. Nên sau này khi mà Hoa tìm cách cân bằng được cảm xúc thì Hoa luôn đón nhận một cách rất là bình thản. Ủa mà Hoa chăm sóc cho ai mà thức khuya vậy? Không có lo lắng cho ai ạ, mà cứ toàn nghĩ vô vơ. Cái bà này là bà cũng thiệt thà lắm, bà không có biết nói dối. Mà cái đoạn người ta hỏi thì hay gì mình cứ lặng người mình nghe bà. Bà cười rung hết vai. À, hồi nãy em có nghe cố vấn Văn Mai Hương nói là đã biết chắc chắn nàng Tiên Hoa là ai rồi. Em không có nói từ chắc chắn nha, cái từ chắc chắn là anh nói. Tôi thêm bớt vậy cho hấp dẫn thôi.
Có khu vực nào, những cái tên nào không ạ? Chắc chắn là người bác này được đi học và kỹ thuật thanh nhạc rất là đỉnh. Chết rồi. Nói kỹ quá rồi. Tiên ơi, Tiên nghe tiếng gì không? Sứ sở thần Tiên gọi Tiên rồi đó. Tiên đói rồi. Mà kêu gọi, kêu gọi. Kêu gọi mình chọn trước khi vô. Thôi thì lại thế hết tối rồi các bạn. Mình chọn cho Hoa nhá. Ra hết. Gấp quá. Biệt đáo đen, dọn tiệc cho Tiên. Cả nhà ơi, cả nhà có yêu thích bài hát mới khôn ngoan và vũ điệu mới của nàng Thiên Hoa không nè? Nếu yêu thích thì cả nhà hãy nắm tay biến điệu nhảy này thành jam để ủng hộ nàng Thiên Hoa nha.